chuyện tiếp theo nó liên quan đến điều kiện bắt buộc chủ tư phải có đối với cái quyền sử dụng đất, nó là cái gì? Thứ nhất đó là vấn đề liên quan đến câu chuyện không còn cái cho thuê đối với nền tảng thành trong tương lai nữa, đúng không ạ? Thứ hai liên quan đến đặt cọc, khi các anh chị đặt cọc, thời điểm là khi đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, giá tiền, và cái vấn đề giá tiền ở đây trong trường hợp này là 5%. Và cái thứ ba là nội dung, là phải có ghi rõ là giá bán cho thuê mua như thế nào. Vậy thì đó là góc độ khi mà tôi ký một cái hợp đồng cọc tôi cần quan tâm. Nhưng mà trước khi tôi ký cái hợp đồng cọc á, thì tôi cũng cần quan tâm đến một cái yếu tố mà nó là một cái tiền tố trong bốn cái tiền tố mà lúc nãy mình có chia sẻ với các anh chị, là bốn cái nội dung chủ tư phải cung cấp. Các anh chị nhớ bốn nội dung chủ tư phải cung cấp không ạ? Bốn nội dung mà chủ đầu tư cần phải cung cấp cho các anh chị về chấp thuận chủ đầu tư nè, về cái quy hoạch nè, về nghĩa vụ tài chính nè, về cái vấn đề liên quan đến cái điều kiện kinh doanh bất động sản của họ nè. Như vậy thì cái này nó là cái nặng đô nhất trong bốn cái đó. Đó là về nghĩa vụ tài chính. Tại sao nó gọi là cái vấn đề mà các anh chị cần quan tâm? Bởi vì câu chuyện trước đây nha, trước 1/8/2024, cái nghĩa vụ tài chính bất động sản đối với một cái bất động sản nhất định á, của một cái dự án á, nó không phải là yếu tố tương quyết của dự án đó. Vậy thì cách làm của chủ tư thường là gì? Thường là sẽ huy động vốn để sử dụng, trả tiền thuê, trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất hoặc là nghĩa vụ tài chính, đúng không ạ? Các chị có hình dung câu chuyện đó. Tức là đa số thực tế chị triển khai nó sẽ thấy câu chuyện là chủ tư họ sẽ khá là khó khăn trong cái việc đáp ứng cái nguồn tài chính. Và một trong những cái gọi là nỗi lo lớn nhất của một chủ tư triển khai dự án đó là cái tiền sử dụng đất mà họ phải đóng. Đó là con số rất lớn, trung bình nó sẽ đến vài trăm đến thậm chí có ngàn hoặc hơn ngàn tỷ cho một cái dự án. Con số đó là rất là lớn, và chắc chắn chủ tư sẽ rất ít chủ tư có cái tiềm lực tài chính, và kể cả họ có tiềm lực tài chính thì cũng rất ít chủ tư chọn giải pháp là thanh toán trực tiếp với số này, và họ sẽ sử dụng câu chuyện là đòn bẩy tài chính hoặc là huy động vốn từ khách hàng để trả cho khoản tiền này. Luật không quy định về vấn đề đó, tức là luật không cấm cái chuyện đó. Tuy nhiên một số địa phương, tại sao các anh chị sẽ thấy câu chuyện là trong giai đoạn trước đây một số địa phương họ cho phép chuyện đó, một số địa phương lại không? Bởi vì nó phụ thuộc, mình nôm na mình gọi là khẩu vị rủi ro của từng khu vực rồi. Và địa phương họ có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận bởi vì luật không quy định. Tuy nhiên đến giai đoạn 2024 thì câu chuyện nó đã khác hoàn toàn. Khi nó được xem là một nghĩa vụ luật định của chủ đầu tư, tức là khi anh đã triển khai một cái dự án, trước khi anh triển khai cái đó bắt buộc anh phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước. Và cụ thể trong trường hợp này chúng ta đều hiểu đó là tiền sử dụng đất. Và anh hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính này thì đó là một trong những điều kiện để anh được triển khai các hoạt động kinh doanh của mình. Cái vấn đề liên quan đến khách hàng và chủ đầu tư, điều kiện của nhà ở chủ đầu tư hình thành trong tương lai, về vấn đề khách hàng và chủ đầu tư, thì cái vấn đề ở trong trường hợp này nó là cái gì? Nó là cái liên quan đến câu chuyện về bảo lãnh, và chỉ được nhận tiền thanh toán của khách hàng khi chủ tư đã cung cấp, khách hàng đã nhận được cái thư này. Nó là cái mới. Tại sao nó là cái mới? Bởi vì trước đây anh bắt buộc nhưng anh không có chế tài. Thì câu chuyện nó dẫn đến vấn đề là chủ tư có thể làm hoặc không làm. Bởi vì chủ tư làm, ok tôi chấp nhận tôi sai, nhưng mà luật chưa có cái cơ chế để xử lý, và chưa có cái luật định để xử lý cho câu chuyện đó. Cho nên cái việc mà vi phạm á, nó gần như là một cái hình thức, và rất khó để mà có thể áp một cái cơ chế xử lý nào chủ đầu tư. Cho nên trong cái giai đoạn 2024 này, họ đánh trực tiếp vào túi tiền của anh luôn. Anh chỉ được nhận tiền khi chủ tư đã cung cấp và khách hàng đã nhận được thư bảo lãnh. Mọi người hình dung được câu chỗ này không ạ? Cái điều này nó giải quyết cho vấn đề là nếu anh muốn nhận tiền thì anh cung cấp cái thư nó đi. Nhưng mà ngược lại, nó cũng lại có một cái lối mở cho chủ đầu tư. Lý do tại sao phải có cái lối mở này? Bởi vì thực tế các anh chị sẽ phải hình dung một cái thực tiễn là cái việc cấp thư bảo lãnh của ngân hàng cho một dự án cực kỳ khó. Nó khó tại vì không phải là không đủ điều kiện đâu ạ, mà nó khó bởi vì đa số ngân hàng sẽ không có nhu cầu phát hành cái thư bảo lãnh kiểu vậy. Bởi vì phí họ thu rất là thấp so với cái giá trị bảo lãnh của họ, cho nên rất ít ngân hàng họ chấp nhận cái rủi ro đó để mà có thể phát hành cái thư bảo lãnh. Các anh chị hình dung câu chuyện, cái phí thu được từ chủ tư của việc phát hành bảo lãnh của ngân hàng là cực kỳ thấp, trong khi cái nghĩa vụ của họ phải xuyên suốt dòng đời dự án, và nó phải theo với từng khách hàng một. Cho nên câu chuyện là đa số các anh chị sẽ thấy trên thị trường, những khách hàng phát hành cho chủ đầu tư thường là khách hàng đồng hành với chủ đầu tư đó, chứ không phải là khách hàng ngoài. Ít khi nào các anh chị thấy một cái bảo lãnh của Vin mà không phải xuất phát từ Techcom. Ít khi nào các anh chị thấy một cái bảo lãnh của MAK không xuất phát từ VB.
hoặc ít khi nào khi thấy một cái bảo lãnh của sinh sai không xuất phát từ Kiên Long. Câu chuyện nó là như vậy, bởi vì rất khó những cái đơn vị khác không có nhu cầu gặm cụt xương kiểu đó. Tuy nhiên cái giai đoạn đến cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy cái việc mà cấp bảo lãnh đó nó đã được ràng buộc rồi. Vậy thì nếu mà anh ràng buộc, anh chỉ bó lại thì chủ tư không nhúc nhích được, rất là khó cho các bên. Thì lúc này họ mở ra một cái đường khác, trừ khi câu chuyện khách hàng có quyền từ chối việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính chủ tư đối với mình. Như vậy nếu anh chị muốn mua và tôi muốn bán, và tôi ok, tôi trao đổi với anh chị là cái việc cung cấp bảo lãnh tôi không có điều kiện cung cấp hay là không có nhu cầu cung cấp gì đó, thì đổi lại tôi được cái gì? Giãn tiến độ thanh toán, điều chỉnh lịch thanh toán, một cái thỏa thuận nào đó có lợi cho các bên, win-win đúng không ạ? Nó mở ra một cái kênh thương lượng, và cái kênh thương lượng đó nó tùy thuộc một lần nữa vào khẩu vị rủi ro của các bên thôi. Nếu anh chị cảm thấy chấp nhận được cái game này chơi được, rủi ro nó lại vậy, lợi ích nó lại vậy, lợi ích lớn hơn rủi ro, rồi quất, không sao cả, cả hai cũng có lợi. Và đó là cái kênh giải quyết trong cái trường hợp này.